Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế tối ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Nóng, lính đánh thuê dương cao cờ Mỹ ở ngoại ô Donetsk. Trong khi đó, Nga tăng thêm quân số 24 giờ qua, Mỹ căng thẳng đỉnh điểm, nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Theo tính toán của các chuyên gia, Nga tung đúng một cú đánh, chỉ nội trong 3 ngày, quân đội Ukraine lập tức đầu hàng. Đòn gì mà nguy hiểm vậy? Và cuối cùng, Nga tập trận cùng Belarus tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Mix mọi vũ khí có thể. Tất cả tin nóng quốc tế tối ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Nóng, lính đánh thuê dương cao cờ Mỹ ở ngoại ô Donetsk Một lá cờ Mỹ của công ty lính đánh thuê tư nhân của Mỹ được kéo lên ở ngoại ô Donetsk. F-15E của Mỹ không thể đánh lừa Su-35 và S-400 của Nga. Vài giờ trước, lính đánh thuê tư nhân đến từ Mỹ đã tìm cách vào vùng ngoại ô Donetsk và cắm cờ Mỹ. Trước đó có thông tin cho rằng những lính đánh thuê này đã tiến hành các vụ khủng bố vào khu vực của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Sự xuất hiện của lá cờ Mỹ đã được chú ý sau khi nhóm lính đánh thuê biến mất, nhưng thực tế này chỉ ra rằng các thành viên của lính đánh thuê tư nhân Mỹ đã đến Donetsk đồng thời một lần nữa xác nhận thông tin trước đó lính đánh thuê nước ngoài đã tham gia vào cuộc tấn công gần đây tại Donetsk. Kênh Donbass đưa tin, người Mỹ đã treo cờ của họ gần Donetsk. Rõ ràng lính đánh thuê của Mỹ đã đánh dấu rõ ràng nơi họ có mặt, ngay tại chiến tuyến ở Donbass. Điều lạ đó là lá cờ Mỹ bay phấp phới bên cạnh quốc kỳ Ukraine, tại vị trí đóng quân của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 30 của quân đội Ukraine địa điểm đóng quân của lữ đoàn là khu vực Svelaras Poki, cách Donetsk khoảng 80 km về phía đông bắc, theo nguồn tin. Mặc dù chất lượng quay video thấp, nhưng người xem có thể thấy lá cờ Mỹ được cắm gần Donetsk. Điều này cho thấy tình hình đang có dấu hiệu leo thang nghiêm trọng. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận nào về thực tế sự xuất hiện của lính đánh thuê Mỹ ở Donbass. Còn trên khu vực Baltic, Hiện máy bay chiến đấu F-15E của không quân Mỹ đã được triển khai tại Estonia theo thỏa thuận của NATO. Vừa qua đã xảy ra việc máy bay chiến đấu F-15E đóng tại đây đã cố gắng đánh lừa các máy bay chiến đấu Su-35 và hệ thống S-400 của Nga tại Kaliningrad. Nhưng bất chấp thủ đoạn của phi công F-15E, phòng không Nga đã sử dụng các biện pháp đối phó điện tử của họ và chiếc F-15E đã không thoát được sự theo dõi của máy bay chiến đấu và lực lượng phòng không Nga. Được biết trong chuyến bay của ba máy bay quân sự tới khu vực Kaliningrad, tiêm kích F15E của Mỹ đã bí mật áp sát máy bay Nga, qua đó không chỉ qua mặt các radar trên Su-35 mà còn qua mặt các hệ thống radar phòng không S-400 được triển khai ở biên giới phía tây của Nga. Tuy nhiên những thủ đoạn như vậy không thể qua mắt được Nga vì các hệ thống phòng không của Nga đã dễ dàng phát hiện ra máy bay chiến đấu của Mỹ. Ngoài ra, các cảm biến trên máy bay chiến đấu Mỹ đã bị chế áp bởi tác chiến điện tử của máy bay Su-35 Nga, vốn được hộ tống bởi hai chiếc MiG-31 và một máy bay Tu-154. Kết quả là hai máy bay chiến đấu hộ tống của Nga đã không bị Mỹ phát hiện. Theo phân tích của các chuyên gia, qua sự kiện trên thấy rằng máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ không phải là con ngáo ộp trước đối thủ già đơ như Nga. Trên thực tế, cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ cũng bị phòng không của Nga phát hiện. Trong khi đó, một chiếc máy bay An-2 của Latvia đã xâm phạm biên giới Belarus để lộ các khu vực triển khai hệ thống phòng không của Nga và Belarus tại khu vực. Được biết các hệ thống phòng không của Belarus đã không nổ súng vào máy bay xâm nhập và không định đưa máy bay chiến đấu lên ngăn chặn. Sự nguy hiểm của vụ việc nằm ở chỗ, một hành vi vi phạm như vậy đã cho phép NATO có được thông tin về các vị trí triển khai hệ thống phòng không của Nga và Belarus. Vì vào thời điểm đó các máy bay trinh sát điện tử và điện tử đang ở trong không phận của Ba Lan và Litva. Không quân Latvia được trang bị máy bay dân dụng An-2 với kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Karabakh, chiếc An-2 này có thể đã được hoán cải trở thành máy bay không người lái được điều khiển từ xa. Cũng có thể Latvia có ý đồ sử dụng An-2 để buộc tội Belarus tấn công máy bay dân sự nếu phòng không nước này khai hỏa. Nga tăng thêm quân số 24 giờ qua, Mỹ căng thẳng đỉnh điểm. Lầu Năm Góc cho biết Nga đã tăng cường triển khai quân dọc theo biên giới với Ukraine trong 24 giờ qua. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên rằng số lượng binh sĩ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tập hợp tại biên giới là 100.000 người và tiếp tục tăng lên. Ông Kirby nói, mỗi ngày ông ấy tăng thêm các lựa chọn của mình, mỗi ngày ông ấy tăng thêm sức mạnh. Các quan chức Mỹ cho biết Nga cũng đã điều động tới 30.000 quân, hai tiểu đoàn S-400 và nhiều máy bay chiến đấu tới Belarus để tham gia cuộc tập trận chung với quân đội Belarus. Hình ảnh từ nguồn tin cho thấy các đơn vị quân đội đang trang bị tên lửa, pháo binh và máy bay tấn công đã được triển khai ở Belarus tại ba địa điểm sát biên giới với Ukraine. Nhà Trắng cho biết các cuộc tập trận quy mô lớn của Nga ở Belarus đang làm gia tăng căng thẳng với Ukraine người phát ngôn Nhà Trắng Jens Psaki nhấn mạnh. Khi xem xét quá trình chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự này, một lần nữa chúng tôi thấy đây chắc chắn là một hành động leo thang, chứ không phải là một hành động làm giảm leo thang. Bất chấp những cáo buộc trên, phía Nga vẫn liên tục bác bỏ việc nước này có hành động tấn công Ukraine, gọi đây là điều vô nghĩa. Nga tung đúng một cú đánh, chỉ nội 3 ngày, quân đội Ukraine lập tức đầu hàng. Đòn gì hiểm vậy? Theo tính toán của các chuyên gia, kho dự trữ nhiên liệu và chất bôi trơn của các đơn vị cơ giới thuộc quân đội Ukraine sẽ chỉ dùng cho 3 hoặc 5 ngày chiến đấu liên tiếp. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã phát đi cảnh báo rằng Mỹ sẽ ngừng cung cấp các nhiên liệu, chất bôi trơn và nguồn cung cấp điện cho Ukraine nếu nước này bắt đầu gây hấn với Nga. Chúng tôi sẽ cắt tất cả các nguồn cung cấp cho Ukraine, không chỉ nhiên liệu và dầu nhờn mà nguồn cung cấp điện cũng sẽ bị cắt. Nếu họ bắt đầu chống lại chúng tôi hoặc Nga, thì chúng tôi sẽ chiến đấu, ông Lukashenko tuyên bố. Theo kênh truyền thông, nếu Nga và Belarus ngừng xuất khẩu nhiên liệu và chất bôi trơn cho Kiev, quân đội Ukraine sẽ nhanh chóng đầu hàng chỉ sau từ 3 đến 5 ngày. Sự phụ thuộc của Ukraine vào nguồn cung cấp nhiên liệu từ Nga và Belarus lớn tới mức quân đội nước này sẽ không thể di chuyển chỉ sau vài kháng cự. Vì vậy, Nga có thể chẳng cần đến xe tăng hay tên lửa mới khuất phục được Ukraine. Theo số liệu thống kê mới nhất, 63% lượng nhiên liệu và chất bôi trơn nhập khẩu của Ukraine đến từ Liên bang Nga và Belarus. Hơn nữa, sự phụ thuộc của Ukraine và nhiên liệu nhập khẩu và chất bôi trơn đã liên tục gia tăng trong 15 năm qua. Từ 6 nhà máy lọc dầu lớn mà Ukraine thừa kế từ thời Liên Xô, hiện nay nước này chỉ còn lại đúng một nhà máy. Năm 2020, các nhà sản xuất quốc gia của Ukraine chỉ đảm bảo được 49% lượng xăng tiêu thụ, 15% lượng nhiên liệu diesel và 20% khí hóa lỏng. Sự phụ thuộc của Kiev và nhiên liệu diesel nhập khẩu lên tới 65%, trong khi 100% nhiên liệu hàng không được cung cấp bởi Belarus. Theo tính toán của các chuyên gia, kho dự trữ nhiên liệu và chất bôi trơn của các đơn vị cơ giới thuộc lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chỉ dùng cho 3 hoặc 5 ngày chiến đấu liên tiếp. Nga tập trận cùng Belarus tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Mix mọi vũ khí có thể. Ngày mùng 10 tháng 2, trong một thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nước này và Belarus đã tiến hành tập trận chung tại các bãi huấn luyện quân sự ở Belarus. Thông báo có đoạn, cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 2 ở Belarus và sẽ tập trung vào việc trấn áp và đẩy lùi ngoại xâm. Cuộc tập trận có sự tham gia của các quân nhân Belarus, cũng như một số đơn vị cấp lựa đoàn, trung đoàn và sư đoàn của quân khu miền đông của Nga. Giai đoạn chính của cuộc tập trận sẽ diễn ra tại các thao trường của vùng Brest, Grodno và Mugilev. Động thái khiến các quốc gia phương Tây lo ngại rằng Moscow đang âm mưu làm leo thang căng thẳng trong cuộc xung đột ở Ukraine, song Nga bác bỏ. Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho hay, Mỹ coi sự chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự Nga-Belarus là hành động leo thang căng thẳng và là điều đáng quan ngại. Song Washington sẽ không dự đoán về ý nghĩa của một cuộc xâm lược nhằm vào Ukraine. Trong một diễn biến khác cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình, đại sứ Nga tại Belarus Boris Grislov cho biết, Moscow sẽ cung cấp cho Mix những vũ khí mà họ có thể nhằm củng cố nhóm đồng minh và biên giới phía Tây. Theo nhà ngoại giao này, vấn đề cung cấp vũ khí đã được thảo luận trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Đại sứ Grilov nhấn mạnh, hai bên đã nói về việc cung cấp vũ khí hiện đại, nhưng Trần An dư luận rằng vấn đề này cũng không có gì bất thường và không nên gây ra phản ứng bất ngờ từ phương Tây. Trước đó, Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố muốn mua gần như toàn bộ các thiết bị của Nga để tham gia cuộc tập trận này. Và như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.